Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh ẩm thực tại gia. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ vào bếp thực hiện món cháo ngao nấu với hành hoa. Đây là một món cháo có hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe. Từ một nguyên liệu rất đơn giản, thêm một bí quyết nấu sẽ tạo nên một món cháo thơm ngon cho cả gia đình. Và bây giờ thì mình xin mời các bạn cùng mình vào bếp thực hiện nhé. Nguyên liệu hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị cho 4 khẩu phần ăn. Để món cháo được thơm ngon, sánh, dẻo thì mình có sử dụng ở đây là 2 nắm gạo tẻ và 1 nắm gạo nếp. Theo khẩu phần ăn thì các bạn sẽ tăng giảm. Bốn củ hành tím thái lát, một củ gừng nhỏ thái sợi, 200g hành hoa. Đối với hành thì các bạn nên chọn hành hương để có vị thơm nhiều. Kèm theo đó thì mình có sử dụng là rau răm và rau mùi. Mình có sử dụng ở đây là 1,5kg ngao. Đối với ngao thì các bạn nên lựa ngao có kích cỡ lớn đều nhau, ngao có vỏ cứng, miệng đóng chặt. Sau khi mua về thì các bạn sẽ ngâm với nước vo gạo, thêm vài lát ớt trong thời gian từ 1 tới 2 giờ đồng hồ để ngao sẽ được sạch bùn đất và rửa thật sạch. Và các bạn sẽ lưu ý, để món cháo được thơm ngon thì các bạn sẽ lựa thật kỹ những con chết bằng cách các bạn sẽ đập chúng vào nhau như thế này để không ảnh hưởng tới vị thơm ngon của món cháo. Gia vị thông thường: muối, bột ngọt, hạt nêm, dầu ăn, nước mắm và tiêu xay. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào nồi là 2 lít nước và bắc lên bếp để nấu. Và sẽ cho vào đây là một chút muối để cho phần nước ngao sẽ thêm đậm đà. Bây giờ sẽ nấu cho nước sẽ được sôi. Khi nước đã sôi sẽ cho ngao vào luộc chín. Khi ngao đã bắt đầu nở miệng sẽ khuấy đều cho ngao sẽ được nở hết. Các bạn lưu ý không nên luộc kỹ quá sẽ khiến cho phần thịt ngao sẽ bị co lại, khi nấu cháo sẽ không được ngon. Khi ngao đã nở hết sẽ vớt ngao ra một cái rổ và sẽ đi lọc lấy phần thịt ngao. Đối với phần nước luộc ngao, bây giờ sẽ để trong thời gian từ 15 tới 20 phút cho lắng cặn, rồi sẽ đi nấu cháo. Bước tiếp theo, sau khi đã thu được phần thịt ngao, để khi ăn được ngon miệng hơn, sẽ lấy bỏ phần thức ăn màu đen của ngao ra và bỏ đi nhé. Với phần thịt ngao sau khi đã làm xong sẽ mang đi rửa thật sạch. Sau một thời gian nước luộc ngao đã lắng cặn và trong, đối với gạo thì mình đã vo thật sạch và để ráo nước, sẽ cho vào nồi và đổ nước luộc ngao vào cùng, sẽ bắc lên bếp để nấu. Sẽ nấu cho cháo sẽ được sôi. Khi cháo đã sôi thì sẽ hạ nhỏ lửa xuống và tiếp tục nấu cho cháo sẽ chín nhừ. Trong thời gian nấu cháo, nếu cháo đặc và chưa đủ nước thì các bạn sẽ thêm nước sôi vào và sẽ thi thoảng khuấy để cháo sẽ không bị bén dưới đáy nồi.
Vậy là đã thu được phần thịt ngao. Thì đối với hành hoa sẽ cắt khúc phần gốc từ 3 tới 5 cm. Các loại rau thơm, rau mùi, rau răm, hành lá đã được rửa sạch. Bước tiếp theo sẽ bắc một cái chảo lên bếp và thêm một chút dầu ăn. Sẽ cho hành và gừng vào để phi thơm. Khi hành và gừng đã được phi thơm, sẽ lấy ra hai phần để sau khi thực hiện xong ăn kèm với cháo. Sẽ cho ngao và gốc hành vào và sẽ nêm một chút gia vị. Bí quyết này giúp cho cháo sẽ ngon đậm đà, không bị tanh. Xào nhanh tay rồi tắt bếp. Trở lại với nồi cháo sau khi đã nấu nhừ và sánh lại. Nếu cháo đặc các bạn có thể thêm nước sôi vào để nấu, không nên cho nước lạnh nhé. Sẽ cho ngao đã xào vào nồi cháo, khuấy đều và tiếp tục nấu từ 3 tới 5 phút rồi tắt bếp. Và sẽ nêm lại gia vị sao cho phù hợp. Vậy là món cháo đã hoàn thành, bây giờ thì mình sẽ múc ra tô. Khi ăn thì các bạn sẽ thêm rau thơm, kèm theo đó là gừng, ớt, tiêu lên trên để cho đủ vị. Và đây là thành phẩm món cháo ngao nấu với hành hoa, trông rất chi là hấp dẫn và bắt mắt. Với cách nấu này, cháo có vị ngon đậm đà, ngọt béo của ngao, vị thơm đặc trưng của hành hoa kết hợp với rau răm, vị cay nhẹ của tiêu và ớt sẽ tạo nên một món cháo vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng. Từ các nguyên liệu rất đơn giản và thêm một chút ít thời gian thì các bạn hãy vào bếp thực hiện để gia đình cùng thưởng thức và cảm nhận được vị ngon của món cháo này nhé. Bây giờ thì video thực hiện món cháo ngao nấu với hành hoa của mình cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.